Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có rất nhiều vấn đề thời sự liên quan đến vấn đề kinh tế và khoa học của Hoa Kỳ. Thứ nhất là câu chuyện về kinh tế, thì cho đến bây giờ mọi người đều biết rằng Hoa Kỳ trong suốt 40 năm nay chưa bao giờ nền kinh tế khủng hoảng như hôm nay. Tôi không có chê Đảng Dân Chủ, tôi cũng không có chê Joe Biden, nhưng mà tôi muốn nói đến sự thật. Bằng chứng là tại sao cho đến bây giờ tất cả các cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, các công ty lớn đều đua nhau mà cho nghỉ việc nhân viên, nhân công. Có thể nói rằng đến 400% các cái công ty chưa bao giờ mà sa thải nhân công nhiều như bây giờ. Kể từ tháng 10 năm 2022 cho đến bây giờ, trên mấy trăm ngàn gia đình đã thất nghiệp. Từ vấn đề Google cho đến vấn đề Amazon, rồi Twitter, rồi Facebook và hàng ngàn công ty khác sa thải nhân viên. Cho đến bây giờ những công ty chưa tuyên bố sa thải họ vẫn đang struggling, tức họ đang eo ọp để mà sống còn với cái nền kinh tế. Rồi quý vị sẽ hỏi chứ tại sao nó lại như vậy giáo sư? Và đây là một cái chính sách phá nát nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tôi không cần biết ai là người chủ trương, tôi không cần biết ai là người đứng sau lưng của những cái tên cà chớn này. Nhưng mà lạm phát đến bây giờ vẫn còn 5,5-6%, cao nhất trong vòng mấy chục năm qua. Chứ tôi không dám nói so với cái thời ông Donald Trump. Tôi so với thời Donald Trump, quý vị sẽ bảo tôi bênh Donald Trump. 4 năm làm tổng thống của ông Donald Trump, lạm phát chỉ có 1.4%. Từ 0 cho đến 1.4% là cao nhất. Mà bây giờ, đảng con lừa với cái tên cán ngố tòa Bạch Cung đang cố gắng tuyên truyền rồi nói lên một cái điều láo khoét. Bởi vì cái tên cán ngố nó vẫn ra đường vẫn nói ồ, tôi thành công trong vòng 2 năm qua, tôi thành công làm kinh tế tốt. Bằng chứng là bây giờ xăng nhớt đã xuống được vài sen. Nhưng mà xăng nhớt lên thì nó không nói. Quý vị có thấy rằng là trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ vừa rồi xăng đã lên đến 40 sen một gallon không? Cách đây 3 tuần lễ thì là chúng ta chỉ có vào khoảng độ $3,50, $4. Và hôm nay đã lên đến $5 một gallon. Quý vị đi ra mua xăng đi. Gạo, nước, mắm, ruốc thì không kể, lên như hỏa tiễn. Và bây giờ là còn khổ nhất là cách đây 2 ngày nó xảy ra một tình trạng gọi là gì? Một vụ nổ ở trong một cái trại nuôi bò sữa ở Wisconsin, tạo ra một cơn hỏa hoạn. Nó đã thiêu đốt 18.000 con bò sữa. Cho nên chúng ta hãy sửa soạn, sữa sẽ còn khan hiếm và còn gia tăng cao, thịt bò sẽ lên giá nữa. Một cái nông trại mà nó chết đến 18.000 con bò. Thì quý vị có thể nói rằng đấy có thể là tai nạn, đấy cũng có thể là cái chuyện cố ý đường lối người ta phá hoại nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó thì trứng bây giờ cũng đang khan hiếm và đang đắt đỏ, không còn lại 75 sen một tá nữa, không còn 75-85 sen một hộp nữa, bây giờ $3-4 một hộp. Nhưng mà may cho chúng ta là Hoa Kỳ là một dân tộc giàu có, cho nên người dân người ta vẫn sung sướng bởi vì chính phủ vẫn cấp cho họ food stamp. Những người bây giờ lãnh trợ cấp xã hội một mình, những người tuổi già được $1.133 tiền mặt, vẫn thêm được vào khoảng $150 tiền food stamp cho đến $250. Bởi vậy cho nên đời sống của họ vẫn thoải mái. Trứng bây giờ lên đến $5, $7 một hộp người ta vẫn mua được là vì họ có đến $250 tiền food stamp. Thế nhưng mà nó tăng để làm gì? Nó tăng để nó kìm hãm cái nền kinh tế của Mỹ và suy sụp. Bên cạnh đó thì nó gia tăng lãi suất, quý vị thấy. Chưa bao giờ có một nền kinh tế trong vòng 1 năm mà 4 lần tăng lãi suất, mỗi một lần là 0.75%. 4 lần là 2 chấm rồi. 3 chấm rồi, 47, 28, 45, 20, đúng rồi. Trong một năm mà lãi suất nó tăng từ 3 chấm cho lên đến 6-7 chấm. Người mua nhà thành ra đến 8-9 chấm. Người mua xe đến 10-11 chấm. Mục đích của nó làm cho người ta khó khăn mua nhà, khó khăn mua xe. Thì cái nền kinh tế nó không có tài hóa lưu thông. Tôi hỏi quý vị, làm sao mà nó phát triển? Cho nên đấy là một cái đường lối nó muốn phá hoại nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tôi không cần nói là xa nói gần là do thằng Tàu nó xúc hay là do George Soros hay là cho mấy tài phiệt nó phá nền kinh tế Mỹ. No. Tôi chỉ nói là cái sự thật. The fact. Based on the fact. Căn cứ trên sự kiện. Những người nào thích Đảng Dân Chủ cứ việc bỏ phiếu. Những người nào khen Joe Biden cứ việc khen. Nhưng mà tôi chỉ nói là đời sống của Mỹ bây giờ đang khốn nạn. So với 4 năm về trước, 6 năm về trước, thời Donald Trump đời sống dân Mỹ thoải mái. Xăng nhất chỉ có 2-3 đồng một ca lông. Những cái tiểu bang mà nó rẻ như là Texas nó có $1.50 một ca lông. Trứng 75 cent đôi khi nó sell có 40 cent một tá. Sữa 2-3 đô la một ga lông. Bây giờ 5 đô la cho đến 7 đô la một ga lông. Mà đấy là trước cái tình trạng 18.000 con bò sữa đã bị đốt cháy, thiêu sống ở nông trại của Hoa Kỳ, Texas. Vài bữa nữa sẽ lên đến 7-8 đô la một ga lông. Xăng sẽ lên đến cả chục đô la một ga lông. Thì có phải là đấy là một cái chính sách nó muốn làm nền kinh tế Hoa Kỳ nó suy sụp không? Bởi vậy cho nên bây giờ các công ty sa thải rất nhiều. Ngay cả những công ty của NASA, cơ quan quản trị hàng không và không gian của NASA vừa ra tuyên bố những nhân viên mà không đến làm việc ở văn phòng, họ sẽ cho nghỉ việc. Bởi vì từ lâu nay 80% nhân viên chuyên viên của NASA làm việc ở nhà. Mà bây giờ nền kinh tế khó khăn. Ngay cả những bưu điện của Hoa Kỳ, tôi có mấy người cháu làm ở bưu điện Hoa Kỳ, điện thoại cho tôi biết, bây giờ công việc không có. Nhân viên thì lại nhiều, cho nên có một số đã phải cho nghỉ việc, có một số khuyến khích về hưu non để cho người ta ba lăng cân bằng ngân sách. Bởi vì bây giờ công việc công ty có không có, người ta không mua hàng nhiều. Amazon trên 25% người ta không mua hàng trên online. Walmart cũng bị cấm, vừa bị cấm vì vấn đề các cái công ty người ta bán ở các cái tiểu bang gọi là Black Lives Matter. Các cái công ty mà có bọn Antifa, nó cướp của, nó giết người, nó hãm hiếp, nó cướp cạn. Bởi vì các công ty chịu không nổi, lỗ lãi quá nhiều. Họ phải cho cả nghỉ việc. Đấy quý vị nhớ những cái bản tin cách đây vài tuần tôi nói với quý vị. Ngay ở thành phố Portland, Oregon, giờ này tất cả công ty của Walmart nó đóng cửa hết. Nó chịu không nổi với cái bọn Black Lives Matter. Nếu mà nói ra các quý vị là bảo tôi ghét chúng nó. Nhưng mà đấy là cái sự thật. Chúng nó đang làm loạn. Chúng nó đang ăn dầm ở rề bừa bãi. Thành phố Portland bây giờ đau khổ vô cùng. Tôi có mấy người khán giả ở trên đó họ điện thoại cho tôi. Đàn bà con gái đi ra ngoài đường ban đêm của mình không dám đi. Mấy anh da đen nó lôi vào. Nó làm bậy. Rồi cảnh sát có đến rồi cũng hòa. Bởi vì nó chủ trương rằng là giải tán cảnh sát. Bởi vậy cho nên quý vị có biết tại sao mà ông Trump bây giờ đảng đối lập nó cố gắng tìm cách cho ông vào tù. Nhưng mà dân chúng càng ngày lại càng yêu mến ông. Dân chúng càng ngày đóng nhiều tiền. Trong vòng chương đời 2 tháng vừa rồi, cái quỹ tranh cử của ông đã lên đến 36 triệu đô la. Trong năm vừa rồi đã thu được trên 50 triệu, mà trong vòng 2 tháng vừa rồi đã lên đến 36 triệu đô la. Càng ngày dân chúng người ta càng ùn bỏ tiền vào cho Donald Trump. Rồi liên tiếp các vị dân cử lên tiếng kêu gọi chỉ ủng hộ cho Donald Trump. Bằng chứng là ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện 2 ngày qua họp báo và phỏng vấn của CNN, ông tuyên bố rằng là 100% tôi dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump cho năm 2024 tới đây. Còn những cái người đối lập, mà những người mà bọn tài phiệt nó đang bỏ tiền, nó mớm để nó dụ dỗ, như là Ron DeSantis, như là Nikki Haley, các cái cuộc phỏng vấn, các cái cuộc thăm dò nó chả đi đến đâu cả. Một cuộc thăm dò mới nhất thì thưa quý vị, cách đây 2-3 bữa là 62% dân chúng Mỹ bỏ phiếu cho Donald Trump. 78% của đảng Cộng Hòa sẽ lựa Donald Trump ra làm tổng thống. Ron DeSantis 22%, thua ông đến 30-40 điểm. Nikki Haley sọt rác 2-3 điểm. Còn những tên khác coi như chỉ có 1 điểm hoặc là dưới 0 điểm. Bởi vậy cho nên cái người mà nổi bật, mà có tư cách nhất, mà có khả năng tốt nhất, đó là Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng thời chính trị của triều đại Donald Trump. Ngày hôm qua ông ta đã tuyên bố với báo chí: sau khi chúng tôi cầu nguyện, xin ơn trên soi sáng, vợ tôi và tôi đã quyết định sẽ không ra tranh cử tổng thống năm 2024 tới đây. Quý vị thấy chưa? Đối với lại Ron DeSantis, trẻ con này nó có biết cái gì đâu. Nó chỉ ở tiểu bang Florida, mà cả hai lần ứng cử Florida đều do ông Donald Trump yểm trợ. Những cái quảng cáo chính là Ron DeSantis và vợ ôm con nói rằng chúng tôi có được ngày hôm nay là do Tổng thống Donald Trump. Nhưng bây giờ đồng tiền nó làm cho mù mắt, cho nên nó đang nghĩ rằng nó xa, nó gần, nó sẽ ra tranh cử, mà giờ nó chưa dám tuyên bố. Trong khi đó thì tháng 5, tháng 6 tới đây rồi, Đảng Cộng Hòa Đại hội để mà lựa ứng cử viên, Ron DeSantis giờ này vẫn chưa dám tuyên bố, mặc dù cố gắng đi 50 tiểu bang giả vờ là ký để ra mắt sách, tiền để do George Soros nó bỏ. Nhưng mà đến giờ này vẫn còn run, là vì nghĩ đến Donald Trump, Ron DeSantis chả có kilo gì hết. Kính thưa quý vị, đến đây xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.